Đầu tiên anh chị vào cài đặt. Rồi anh chị chọn vào mục chung. Rồi kéo dưới đây anh chị tìm giám sát bãi đậu xe. Ở đây mặc định màn hình bên em đã cài mặc định giám sát 2 giờ. Anh chị có thể cài 6 giờ, 12 giờ hoặc 24 giờ. Hoặc có thể không chọn không giám sát tùy vào nhu cầu sử dụng của mình. Ở đây em chọn 24 giờ. Để sau khi cài 24 giờ anh chị tắt máy thì máy sẽ ghi tự động ghi sau 24 giờ máy sẽ ngắt đi. Test Tech, car screen exported to the USA.